Xem tướng người trường thọ, sống lâu trăm tuổi. 1. Mặt dài, tam đình, cân đối. Khi xem mặt phán đoán con người, hoặc nhận định tướng mặt đẹp xấu, tam đình là cách nhận diện quan trọng, dựa vào việc phân chia gương mặt thành 3 phần, thượng, trung, hạ để xem xét. Theo quan niệm của nhân tướng học, tam đình thể hiện vận mạng sẽ tượng trưng cho tam tài, tức là 3 thể trọng yếu nhất cho mọi thứ. Thiên tức là trời, địa tức là đất, và nhân tức là con người. Tam đình theo quan niệm về khả năng sẽ đại diện cho trí lực, tức là khu thượng đình, khí lực, tức là khu trung đình, và hoạt lực, tức là khu hạ đình. Tam đình theo khái niệm về thời gian sẽ là thượng đình, tức là tiền vận, trung đình, tức là trung vận, và hạ đình, tức là hậu vận. Thượng đình là khoảng từ dưới chân tóc, trên trán đến sát phần trên của phần giữa hai đầu lông mày. Bộ vị quan trọng nhất của thượng đình là trán. Bởi vậy trán càng đầy, càng rộng, càng cao thì nghĩa là thượng đình càng đẹp. Trung đình là khoảng cách từ phần giữa hai đầu lông mày vừa nói ở trên đến phần dưới của hai cánh mũi. Những bộ phận quan trọng của hạ đình bao gồm mũi, hai mắt, hai gò má, tức là lưỡng quyền, hai tay và hai lông mày. Tuy nhiên, trong hầu hết các phương pháp xem tướng, tại trung đình, mũi là bộ phận quan trọng nhất, cho nên mũi cao, đầu mũi tròn, sống mũi thẳng, nhô cao đầy đặn, cánh mũi nở dày là yếu tố quan trọng khi xem xét trung đình. Hạ đình là phần còn lại của gương mặt bên dưới trung đình, tính từ dưới hai cánh mũi đến hết cằm. Hạ đình sẽ bao gồm nhân trung, miệng, cằm, pháp lệnh. Bộ phận quan trọng với hạ đình là miệng và nhân trung. Trước hết là thượng đình, trong đó trán là bộ vị đại diện. Trời càng cao, càng rộng, càng tươi sáng, càng tốt. Trán mà có các yếu tố trên sẽ là điềm báo về quý hiển. Ngược lại, trán mà thấp, hẹp, không sáng, nhọn, nhiều vết hõm là tướng không tốt, điềm báo khó thành công, khắc cha mẹ. Tính cách thiên về ti tiện, tầm nhìn ngắn, suy nghĩ nông cạn, phải xem kỹ từng phần để cải thiện bản thân. Tiếp theo trung đình sẽ là nhân, tức là con người. Đại diện của trung đình là mũi. Mũi cần ngay thẳng, sống mũi rõ, hoặc tròn trịa, hoặc đều đặn, sẽ là mũi đẹp, được coi như hữu nhân giả thọ, sống lâu, công việc cuộc sống nhiều may mắn, có gặp bệnh tật, tai họa pháp lý, cũng có thể vượt qua. Mũi gãy, mũi khoằm, mũi uốn lượn hoặc mũi thiếu cân xứng sẽ không phải là mũi đẹp, thường sẽ là người bất nhân, bất nghĩa, kiến thức hẹp, bụng dạ không tốt, khiến trung vận gặp nhiều bất lợi, cuộc sống khổ cực, vất vả, bấp bênh. Cuối cùng sẽ là hạ đình, đại diện cho địa, tức là đất, cho nên cằm vuông vắn, đầy tròn, miệng sang, khóe miệng nhìn thấy rõ, hướng lên trên, răng bằng, trắng, môi cân xứng, tươi nhuận, nhân trung rõ ràng, sâu rộng là tướng đẹp. Theo quan niệm của Á Đông, hạ đình đẹp thì may mắn, phúc lộc dày khi về già, hậu vận sung túc, hạnh phúc. Ngược lại, môi không khép kín, cằm quá ngắn, quá nhọn, nhìn như bị khuyết tật, nhân trung mờ nhạt, không nhìn rõ, là tướng xấu, điền trạch khiếm khuyết. Tùy theo các điểm báo mà cuộc sống mệt mỏi, cô độc nghèo khó, hoặc gặp các tai họa. Nếu trong tam đình mà trung đình và hạ đình hơi dài thì cũng có thể luận tướng mặt nhìn người trường thọ. Song nếu trung đình hoặc hạ đình ngắn, hay trung đình dài, hạ đình ngắn thì đều không được hưởng phúc thọ dài lâu. Sau khi đánh giá từng phần, khi tổng thể cả 3 phần hợp nhất
thì Tam Đình cân xứng đều đẹp đẽ, được coi là tướng mạo thượng đẳng, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, đời sống hạnh phúc. Nếu có phần nào trong Tam Đình không được đẹp thì cần xét từng phần để đánh giá, dựa vào các phần đẹp để bù đắp. Còn nếu cả ba phần đều không tốt thì cuộc sống sẽ khó khăn, gặp nhiều vất vả trở ngại, cần phải tự thân cố gắng, dùng ý chí phấn đấu để khỏa lấp lại. 2. Mắt dài, tướng đuôi mắt dài là như thế nào? Tức là khi cười có một đường kéo dài phía cuối chạy ra thái dương đuôi mắt. Theo quan niệm của người xưa thì mắt đa tình là tướng đuôi mắt dài. Những người sở hữu đôi mắt đa tình hay gọi đó là người có đuôi mắt dài thường được cho là có sức mạnh vô cùng to lớn đối với người khác giới. Theo nhân tướng học, những người có đuôi mắt dài thường hay suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, thích sống một cuộc sống tự do và thoải mái, làm những điều mình thích, khá cá tính. Những người có đuôi mắt dài thường có khả năng tư duy về trí tuệ, có khả năng quan sát nhạy bén, nội tâm sắc sảo và biết cách tiến thoái. Theo nhân tướng học, những người có đuôi mắt dài, đặc biệt là phụ nữ, thường được cho là bạc phận và chuyên chuyên. Đa phần những người phụ nữ có đuôi mắt dài được cho là vất vả vì phải chịu đựng nhiều ánh mắt nghi ngờ và đàm tiếu của người đời. Những người con trai có đuôi mắt dài kết hợp với tai và lông mày hợp cách là đại quý nhân. Lông mày dài mà thanh, biểu tượng cho người có quý, vừa có phúc vì giữ được tiền bạc. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Từ đôi mắt, ta có thể nhìn thấu nội tâm của một người. Đôi mắt cũng là nơi thể hiện giàu sang và phú quý. Tướng mắt tốt một thì vận thế còn tốt gấp chục lần. Tướng mắt tốt chắc chắn phải là đôi mắt đẹp, bởi đôi mắt thuộc về tâm của con người. Bởi vậy nam giới có quý tướng thì mắt phải dài, phải sáng và có thần, khí huyết vượng. Bởi tuổi thọ con người không thể nào thiếu được sự vận hành, lưu thông của khí huyết. Vì thế mà người ta nói rằng người mắt dài thì tuổi thọ dài cũng là vậy. 3. Lông mày dài. Lông mày dài hay còn gọi là mày dài vì kiểu mày, tức là hình thể của lông mày mọc tạo nên. Có đuôi lông mày mọc xuôi về đuôi mắt, biểu hiện cho sự thông minh, giàu học vấn, nho nhã, dáng mạo học thức. Sở hữu nét tướng này thường là người hiền lành, giàu lòng bao dung, độ lượng, là người sống nặng tình nghĩa, hiếm khi thấy họ nổi cáu với người khác. Hơn nữa, lại là người dễ dàng thấu hiểu và sẻ chia với người khác. Nhưng vì quá trọng tình cảm, thế nên đôi khi bản thân những người này lại trở thành người đa sầu, đa cảm. Tướng lông mày dài quá mắt, cong về phía đuôi, trông óng mượt. Chủ nhân của nét tướng này thường là người trung hậu, thông minh, nhanh nhẹn, giàu có, tướng uy quyền, phúc lộc, công thành, danh toại. Thường là người có đông anh em, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Lông mày dài, mọc cao lên về phía trán, cách xa mắt. Sở hữu nét tướng này cũng là nét tướng của người phú quý, vinh đạt. Nhưng nếu đuôi lông mày mọc vầy cao mà sợi lông mày thô, là người có tính phóng khoáng quá độ, hào sảng tới mức vô lý. Mày dài chiều cong xuống, vị trí đuôi mắt cốt cao dần, sợi lông mày đẹp. Những người này là tướng trường thọ, sống lâu. Lông mày dài bằng mắt, trán cao rộng, kết hợp với thân hình tròn trịa, xương phía trên ấn đường nổi rõ, cộng thêm với đầu tròn, mắt lớn, tai dày, là người có tướng giàu có, phúc thọ và an khang đến già. 4. Có nếp nhăn song, pháp lệnh. Đường pháp lệnh là hai vết lằn chạy dài từ hai bên cánh mũi xuống phía dưới, hình giống như chữ bát. Theo nguyên nghĩa thì pháp lệnh có nghĩa là pháp thuật và mệnh lệnh. Do đó, nhìn vào pháp lệnh, ta có thể quan sát được cá nhân đó
có tính trật tự hay không. Trong nhân tướng học, ngoài ý nghĩa về cá tính kể trên, việc quan sát pháp lệnh còn cho ta biết sự nghiệp thịnh hay suy. Pháp lệnh rõ ràng, đều đặn cân xứng là biểu hiện của sự nghiệp phát triển, ổn cố. Nếu pháp lệnh không rõ ràng, lệch lạc, thì ý nghĩa trên sẽ đảo ngược lại. Pháp lệnh về mặt gia vận còn được coi là đường phân danh giữa gia đình và xã hội. Phía trong pháp lệnh, đặc biệt là khu vực nhân trung, được coi là trung tâm gia đình, phía ngoài là xã hội. Do đó, người có pháp lệnh hướng ra bên ngoài, chủ về đối với gia đình, rất ít có hứng thú, đối với đời sống xã hội cũng có nhiều đam mê, hướng ngoại hơn là hướng nội. Nếu như pháp lệnh mờ nhạt, suốt đời sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, rất ít khi được việc gì toại ý. Nếu như ngoài việc pháp lệnh mờ tối mà mắt thuộc loại vô thần thì vừa bất đắc chí vừa yểu thọ. Nếu có nốt ruồi trên đường pháp lệnh là dấu hiệu chủ về sự bất hòa với thân quyến, phá tan tổ nghiệp hoặc về tính tình thì đó là loại người tự tôn quá đáng nên sinh ra lắm chuyện lôi thôi. Cuộc đời sẽ có lúc cay đắng, thất bại. Pháp lệnh chẻ thành nhiều ngả hoặc gồm nhiều đoạn nhỏ chấp nối dư thừa lại với nhau là dấu hiệu của người có chí mà không thành đạt, rời bỏ nơi sinh đẻ, bôn tẩu tha phương, suốt đời vất vả. Dù có may mắn được giàu sang một lúc thì cũng chẳng bền vững. Đặc trùng pháp lệnh thường thấy ở người mà suốt đời ít bệnh, sống lâu là hai lần của pháp lệnh cân xứng bao quanh khóe miệng, như không tiếp giáp với khóe miệng. Chính vì lẽ thông thường có dạng thức trên thì sống lâu, tướng học gọi là thọ đới, tức là sợi đai trường thọ. Bình thường người ta ngộ nhận hễ có lần bao quanh mép gọi là thọ đới, nhưng nói chính xác chỉ có loại pháp lệnh kể trên mới thực sự xứng danh thọ đới đích thực. Người nào may mắn có được hai nếp nhăn này thì tuổi thọ cực cao, sống lâu trăm tuổi. 5. Tướng tai dài. Tướng tai dài, nếu dái tai mở rộng xuống thấp hơn đầu mũi, phần đỉnh tai cao hơn lông mày, đây được xem là nét tướng của thiên tài. Xem tướng tai dài thấy được họ có một cuộc sống lâu dài và lành mạnh, có hiểu biết và đầu óc nhanh nhạy. Người tướng tai dài, đặc biệt là dái tai dài, là biểu hiện của người có tâm hồn nhạy cảm, có nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội xung quanh. Nếu là phụ nữ, sở hữu nét tướng này sẽ mang lại nhiều vận may cho chồng con. Người tướng tai dài lại cứng thường là người trí tuệ hơn người, có tinh thần trách nhiệm trong mọi việc. Xem tướng tai dài, những người này rất có tài lãnh đạo. Tài đại diện cho thận, người tai cao thì thận cao, mà tai thấp thì thận cũng thấp. Người tai lớn có thận lớn, người tai nhỏ có thận nhỏ. Tai cứng thì thận khỏe, tai mềm thì thận yếu, tai mỏng thì thận hư. Người có đôi tai dài thì chức năng của thận sẽ rất tốt, tinh lực mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào, tuổi thọ cao. 6. Có nếp nhăn dọc cổ. Nếu trên cổ xuất hiện hai nếp nhăn theo chiều dọc thì đó là người được thọ tinh che chở. Bất kể hai nếp nhăn này xuất hiện vào lúc nào, khi bạn còn trẻ tuổi hay đã già thì cũng đều là dấu hiệu của trường thọ. 7. Trong tai có lông thọ. Nếu khi qua 40 tuổi mà trong tai của bạn bỗng mọc ra một sợi lông màu đen thì đó chính là sợi lông thọ, báo hiệu chủ nhân sẽ sống lâu trăm tuổi. Nốt ruồi đen ở trong tai cũng có ý nghĩa tương tự, tượng trưng cho dấu hiệu của trường thọ. Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, mong cầu quý khán thính giả sẽ luôn vui vẻ và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.